Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều ngôi làng ở Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động vì bầy sói tấn công đã khiến ít nhất cho 8 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các nạn nhân bao gồm 7 trẻ em và một phụ nữ đã thiệt mạng do bị sói tấn công trong 6 tuần qua. Và trước đó, hàng ngàn người tại nhiều ngôi làng trong huyện này đã có những đêm mất ngủ sau vụ tấn công đầu tiên vào hôm 17 tháng 7 khiến cho một bé trai tại làng Sikandapur thiệt mạng. Giới chức huyện Barik, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ cho biết 4 con sói đã bị bắt trong một chiến dịch kéo dài 72 giờ do 25 tổ thực hiện, trong đó 2 con chạy trốn nhưng đang bị giám sát liên tục. Công nghệ máy bay không người lái tiên tiến và thuốc an thần đã được nhân viên sở lâm nghiệp và cảnh sát sử dụng để bắt đàn sói này. Chính quyền bang đã cảnh báo người dân không nên ngủ ngoài trời hoặc đi lại một mình vào ban đêm, nhưng một số ngôi nhà trong khu vực thậm chí không có cửa và nhiều ngôi nhà không có nhà vệ sinh trong nhà. Do đó, người dân hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra ngoài để đi vệ sinh vào ban đêm. Trước khi chiến dịch săn lùng đàn sói diễn ra, người dân địa phương đã tổ chức tuần tra ban đêm. Các bậc phụ huynh trong khu vực đã ngừng cho con em mình đến trường và phụ nữ được khuyên nên ở trong nhà.